chào anh em nhé. Hôm nay thì mình sẽ lại chuyển sang một cái mục review sản phẩm này. Ở đây mình có một cái sản phẩm mình mua ở trên Lazada. Giá của nó thì giá gốc của nó là khoảng hơn 200.000 nhé. Đó, hơn 200.000 thì mình nhập các mã giảm giá thì nó rơi vào khoảng còn 152.000 đấy. Đây thì mình đã dạy ra mình kiểm tra rồi. Sản phẩm của chúng ta đây. Đó. Nhìn hình này chắc là anh em cũng chưa biết là cái gì đâu. Đọc cái chữ này thì anh em sẽ hiểu là K inverter này. Đây là một cái kích điện nhá, kích điện mini để dùng trên ô tô. Hình hình sản phẩm đây. Mình mua cái bản này cho nó nhỏ gọn này. Bản này thì công suất của nhà sản xuất ghi là đỉnh là 120W, là công suất thực tế là 60W. Mình cũng chưa test thực tế nhưng mình nghĩ nó cũng không được đến mức đấy đâu. Cái này thì sẽ công suất sẽ là hơn 200W gì đó. Công suất thực tế chắc cái bọn này nó cũng sẽ mình sẽ phải trừ hao đi. Thì cũng không quan trọng quá, tại mình không dùng công suất cao. Bọc trong bọc chỉ có như thế này thôi. Đây là một cái kích rất là nhỏ gọn. Đó, anh em nhìn này, nhỏ gọn trong lòng bàn tay luôn này. Đó. Nó chỉ to lòng bàn tay của mình một tí thôi. Chỉ to lòng bàn tay của mình một chút. Nó ngắn hơn. Đó. Hình vuông nhá. Có đầy đủ các cổng chân cắm phổ thông. Đó, chân 220V này. Đó, nó là một cái kích điện mini nhá. Từ điện áp 12 hoặc là 24V. Kích lên 220V. Đó, và đây nó kèm thêm 3 cái cổng sạc USB này để sạc điện thoại. USB sạc điện thoại nhá. Thì ở đây có cổng màu cam này là cổng QuickCharge 3.0 này, khá là hay. Cổng này sạc nhanh, hỗ trợ sạc nhanh QuickCharge 3.0, chuẩn QuickCharge 3.0. Còn hai cái cổng này thì là sạc thường thôi, chắc là tối đa khoảng 2.1A. Ở đây là báo điện áp của bình ắc quy, của bình điện nguồn. Đó, đây là công tắc. Cái này là tẩu để cắm vào ô tô, cắm vào trên cái sắt cắm trên ô tô. Đó. Thì mục đích của mình mua cái này là không phải là để dùng trên ô tô, tại vì mình không có ô tô nhé. Mục đích của mình mua là để độ nó chế nó thành một cái cục sạc dự phòng. Đó, cục sạc dự phòng tích hợp thêm cả quả inverter này. Thì tại sao lại làm cục sạc dự phòng như vậy? Thì lý do là cái mạch inverter này thì nó sẽ tiện khi mà mình cần cái nguồn điện 220V, chẳng hạn như mình dùng để sạc laptop này đó, hoặc là sạc điện thoại. Đối với những chiếc điện thoại mà mình muốn sạc nhanh ấy, mà nó sử dụng cái chuẩn sạc nhanh riêng của hãng, chẳng hạn như chiếc điện thoại Realme hoặc là Oppo đó, Oppo là chuẩn sạc riêng của họ, thì mình muốn sạc nhanh thì mình sẽ cắm vào qua cái cổng sạc trực tiếp qua cái củ sạc của nó, thì mình cắm vào đây mình sạc sẽ tiện hơn là cắm vào các cái cổng này. Các cổng này thì sẽ không nhanh đó. Còn các bạn nào mà dùng điện thoại có sử dụng chuẩn QuickCharge 3.0 thì dùng có thể cắm dùng vào đây cũng rất là ok nhé. Đó, rất nhỏ gọn. Ở đây thì mình sẽ nghiên cứu và mình sẽ độ thêm pin cho nó. Đó, độ pin thì mình nó sẽ to ra một chút hoặc là dày ra một chút. Đấy, tùy từng cấu hình của mình thiết kế thôi. Đó. Bây giờ thì mình sẽ test cái video độ, thì mình sẽ có ở video sau nhé. Bây giờ mình sẽ làm cái video mình test qua cái con inverter mini này xem là nó hoạt động như thế nào nhé, công suất của nó khoảng được bao nhiêu, và mình sẽ bung luôn cái này ra cho anh em xem nội thất bên trong. Ok, ở đây nó có một cái cổng nữa là cổng đầu ra, cổng đầu cái của tẩu sạc, có nghĩa là mình có thể lấy được nguồn điện ra 12V luôn, 12-24V đó. Đó, cắm như thế này. Thế bây giờ mình sẽ tháo nó ra xem bên trong nó nội thất như thế nào nhé. Bộ mạch bên trong của nó này đơn giản, toàn bộ mạch bên trong nhìn cơ bản thì nó cũng khá là đẹp. Đó. Không thấy có hai con này, chắc là hai con công suất này không thấy có tản nhiệt hay là gì cả, khả năng là con này cái công suất của nó cũng không cao lắm đâu, này chắc chỉ 40W và 40W đến 50W là cùng thôi, mình nghĩ là không được 60W đâu. Cái máy biến áp ở đây
chứ mạch này là mạch đơn giản thôi. Mạch này chắc chắn là chỉ để sử dụng sạc điện thoại hoặc là những cái phương tiêu thụ công suất nhỏ thôi. Thể là bóng đèn nét cỡ nhỏ thì ok. Đó. Chứ còn cái mạch như thế này mà có thể ví dụ mình chạy quạt 220V thì sẽ là không chạy được quạt. Cận cảnh cái mạch của nó đây. Mình thì không chuyên về điện tử cho nên mình cũng không rõ nó các cái con linh kiện này như thế nào, nhưng mà nói chung là mạch này cũng rất đơn giản thôi. Cái này chắc chắn là không phải là sóng sin rồi, chắc thì chỉ là sóng vuông thôi nhé. Mà sóng vuông thì sử dụng những cái tải cảm, ví dụ như là quạt điện chẳng hạn thì nó sẽ kêu nhé, nó sẽ không được bền. Mà cái con này công suất như thế này chắc là không dùng được quạt điện 220V đâu, chỉ dùng để sạc điện thoại thôi. Sạc điện thoại, sạc laptop thì may ra là ok. Sẽ đồng test con kích điện mini này. Thì ở đây mình có mình gắn sẵn một cái tẩu ở đây. Đầu tẩu đây mình cắm. Mình sẽ test bằng cái bộ pin 4S. Đây thì mình sẽ test trước bằng ba cái cổng USB này nhé. Đây mình có một cái cổng USB Quick Charge 3.0. Điện áp hiện tại đang ở 13,8V, 3,6, 3,8. Thì khi nhìn trên camera nó hơi nháy một tí nhá. Sẽ test cái cổng Quick Charge 3.0 trước. Sạc trên chiếc điện thoại LG có hỗ trợ Quick Charge 3.0. Điện thoại đã báo đang sạc pin nhanh này. Đấy, đã hỗ trợ sạc nhanh. Điện thoại đã nhận sạc nhanh Quick Charge 3.0 nhé. Đang sạc pin nhanh. Đó. Cái cổng này hoạt động ok nhé. Hai cái cổng còn lại thì chắc là chỉ sạc thường thôi. Hai cổng này dòng chắc là chỉ khoảng 2.1A 5V. Đó, cắm thì chỉ nhận sạc thường thôi. Sẽ tiếp theo thì mình sẽ test thử cái cổng đầu ra 220V này. Đó, bằng chiếc củ sạc nhanh nhé. Đây là củ sạc nhanh VOOC của điện thoại Realme của mình. Đó, công nghệ VOOC sạc theo máy này. Kết nối sạc. Đó, điện thoại Realme X báo sạc VOOC nhận sạc nhanh. Vậy là cái cổng đầu ra 220V này hoạt động cũng rất ok nhé. Đối với một cái củ sạc như thế này thì hoạt động ok luôn. Báo sạc nhanh, tốc độ sạc cũng rất ổn. Test thử cái công suất tối đa của nó xem nó có chạy được cái con bóng led Asia hàng chuẩn nhé, 45W, xem nó có đủ sức để chạy được cái bóng led này không. Sẽ cắm thử. Bóng led nó có sáng nhé, bóng led có sáng nhưng mà sáng hơi yếu một chút. Cái rắc này nó hơi nóng, ok. Nó có sáng nhưng nó sáng hơi yếu. Đó, thì mình đánh giá cái công suất thực tế của cái con kick inverter này nó chỉ rơi vào khoảng 20-30W thôi. Không được như quảng cáo đâu anh em nhé. Quảng cáo thì tối đa 120W. Liên tục đến 60W nhưng mà thực tế thì chỉ được khoảng tầm 20-30W là tối đa thôi. Đủ mục đích, đủ sử dụng với mục đích sử dụng sạc điện thoại. Ok. Anh em nếu thấy hay thì nhớ đăng ký kênh của mình nhé. Video của mình thì cũng chỉ tạm dừng đây thôi. Ok, chào anh em nhé.